trên đạn trì xuống hơi nhà em gửi trán toàn thẻ anh em đam mê PSP nhá số điện thoại Zalo liên hệ với bên em đó là 0825 lưu ý là số này có cả Zalo rồi các bác muốn tư vấn hay hỗ trợ đặt mua hàng thì cứ liên hệ với em, bên em hoạt động 24 trên 24 cho mọi người luôn còn về chất lượng hàng đạn trì này bên em chỉ chuyên tất cả các dòng trì nha mọi người nhá từ 4.5 đến 6.40 nấm xuyên phá slung tiệp sáp Innova 9kg hàng đạn trì mẫu, mẫu mới nhất cung cấp cho mọi người hàng bao chuẩn bao chất lượng nhá quay video thực tế quay video như là gửi cho mọi người như thế về hình thức mua hàng bên em là ship code cd không đồng kiểm vì đây là hàng đạn trì và hàng cấm nên lưu ý giúp em không đồng kiểm không xem hàng bên em buôn bán bún là năm nay rồi uy tín chất lượng có thừa nên các bác cứ yên tâm nhá chi tiết về dòng kẹo này hàng bên em thì giá rẻ có hàng xịn chất lượng lượng nhập loại một cũng có cho mọi người đầu tiên về hàng giá rẻ đi bác nào ưa hàng trì giá rẻ đúng không thì hàng này quá là phù hợp với giá tiền của túi tiền của mọi người rồi hàng này có ba rưỡi một ký thôi mọi người ạ nhưng chất chỉ đảm bảo cho mọi người là hàng đóng máy đều đẹp không via, không chút bao via nhé mọi người nhá nửa cân kẹo của nó này rất chì đều luôn trăm viên như một nghìn viên như một cho mọi người chất chì thì cứng mềm vừa phải hàng này thì bao cho mọi người khoảng tầm 60-70 mươi mét đổ lại thôi bởi vì là hàng chì giá rẻ nên là tiền nào của lấy nhá mọi người nhá đây 5.5 này Siêu đẹp luôn ạ Hàng này thì quá là phù hợp với túi tiền mọi người rồi Bác nào chơi đơn giản bán đơn giản thì hàng này quá là ok Chất lượng đẹp nhá Xịn hơn, xịn hơn thì bên em có hàng chỉ dây Đây là hàng chỉ dây bên em nhá Hàng này thì bốc tay thoải mái cho mọi người luôn Đây là 6.35 váy ngắn mập này Bác thấy không? Bác nào muốn trải nghiệm thêm dòng thân dài thì liên hệ bên em Có đầy đủ cho mọi người Đây cho mọi người xem mẫu thân dài Đây 4.5 thân dài này Váy dài nha mọi người nhé Đẹp không ạ? Chi lai chi mềm nhất trong các loại nhá Bóp tay thoải mái cho mọi người luôn Bao cho mọi người 90 trăm lắp C2 Và hơn 100 m ăn cỏ, được chưa ạ Còn xịn nhất bên em thì phải mọi người phải chơi đến hàng FX nha FX bên em siêu đẹp và siêu chất lượng luôn mọi người ạ Hàng này thì bao cho mọi người 120, 150 m cơ FX thì quá nổi tiếng trên thị trường rồi Hàng này thì cực kỳ là xịn sò Nói chung cành nào cũng chơi được và hợp cành nha mọi người nha Bao cho mọi người xa, chất chì thì mệt, được chưa ạ Chất lượng thì đen móng nha mọi người nha Váy là váy 2 tầng Đây là cỡ kẹo 5.52 nha mọi người nha Váy 2 tầng Cả đầu lẫn váy này Rất chi đều và đẹp luôn Hàng này là hàng xịn nhập loại 1 nha Nhưng mà chỉ có giá 450 1 một ký 1 ký là hai hộp này nha mọi người nha Rồi Còn về đây là lông bên em này, lông nhẹ nhất là bản 23 Gary từ 4.5 đến 6.40 luôn. Tiệp 9 kg, 12 kg bác nào đang chơi thì liên hệ với em, hàng đóng máy chuẩn đẹp chất lượng. Xuyên giáp 3 gân này mọi người này, siêu đẹp này. Motor nhá, motor từ 4.5 đến 6.40 hàng nhập đẹp chất lượng nhá. Cả đầu lẫn váy thì rất chi đều cân đối lại này thì lướt gió siêu phê luôn mọi người ạ. À. Rồi cảm ơn mọi người.